yêu nhau lắm đâu đúng không? Đúng. Chỉ là làm quen thôi đúng không? Thế thì cái cảm xúc lúc mà Tùng và Ngân biết có em bé là như thế nào? Lúc đầu tiên nhé, lúc đầu tiên thì Tùng, việc đầu tiên của Tùng là sẽ muốn giữ. Và Tùng muốn nói là trong mọi trường hợp phải sinh. Cưới cũng được, không cưới cũng được, nhưng phải sinh em bé. Wow. Còn Ngân thì sao? Tiếp theo đến vợ này. Lúc mà bọn em phát hiện ra là con bé thì lúc đấy cũng khoảng hơn 2 tháng rồi, thì mà là gì? Mà em thì lắm, em thẳng ngán ngủ một cái, vẫn đi hút, nhảy mầm, vẫn đi hát. Wow. Diễn hai vợ chồng vẫn đèn nhau 12 giờ trưa lên xe Tây Hồ diễn, không có một triệu chứng gì của ngán và mệt cả. Không biết, diễn lại cho rồi. Cuối cùng thấy kỳ thấy lâu lâu, không bất thường, bắt đầu em đi khám thì đã hơn 2 tháng rồi. Ui. Thì em cũng rất là sợ. Ban đầu mình cũng tại vì mình đang trẻ mà, tự nhiên là có bầu rồi. Lúc đấy là em bao nhiêu tuổi? 22 tuổi. Vẫn còn kiểu đi uống trà chanh. Sợ em chỉ là một anh bé thôi. 22 tuổi vẫn đang tuổi ăn chơi. Cũng sợ. Thì em ấy thấy mình cứ chần chừ, anh dùng, em rất ruột. Em bảo, thế có cưới không? Không cưới thì nó luôn một không. Thì người ta còn biết, ta xử lý. Đừng để bụng to lên rồi, xong lại bảo là không cưới. Thì không có gì cả. Thế là anh Tùng bị ép cưới à? Anh Tùng cứ im im này. Đâu? Mày nhìn mày thanh kỳ thích. Xong rồi có một đây cứ để cho thì thích kể. Em buồn lắm, em cũng nói là thế bây giờ thế nào, bao giờ nói bố mẹ. Không có gì để cần giải quyết. Chứ không thích là để lộ liễu quá rồi mọi người sẽ biết. Thì không gì cảm quãng được, không gì. Em buồn lần sau hai vợ chồng đi làm đè vợ. Em cứ nói đằng sau thực ra đến bây giờ vẫn thế, không biết làm nhà ấy không hiểu là đang nghĩ gì và muốn làm gì nó luôn để mình còn biết để mình cũng hết rồi, tầm đấy là mình không nghĩ được cái gì rồi. Mình nói em bảo là thế rồi đi nhá, tôi biết là nghĩ bây giờ biết được đấy đang nghĩ ạ. Nghĩ rất là kỹ. Thế giờ thôi em tính làm vậy mà thôi đi ra phòng thấy luôn không nghĩ gì nữa, không làm gì cứ đi xong là kiểu chồng tao khóc mũi chảy đường ruộng này. Từ từ về nhà ăn bát cơm đã. Kiểu mình đi cho tới lúc này mà vẫn phải ăn bát cơm được. Mình thì kiểu điên cuồng. Đó. Thế là mình nói rất bình tĩnh cho mọi vấn đề. Rất là bình tĩnh, không có. Không ạ, kiểu tức quá. Xong rồi là ok. Mình ăn rồi, xong rồi anh lên phòng ăn cơm thì em đứng ở dưới anh chờ. Xong rồi đi, không biết nào, đi lên nhà để ăn bát cơm đã rồi đi đâu thì đi. Mình cảm thấy cũng quyết tưởng. Xin tự giới thiệu, mình tên là Ngân. Mình năm nay 26 tuổi, mình đang là công việc dạy thanh nhạc trong một số trung tâm tại Hà Nội cho các bé, và mình có đi biểu diễn xung quanh Hà Nội và các tỉnh. Xin chào mọi người, mình xin phép được tự giới thiệu, mình là Tùng, mọi người thường gọi mình là Tùng Tích, mình năm 90 và công việc hiện tại của mình đang công tác và làm cố vấn âm nhạc tại công ty Sony Music và làm người dạy producer cho các bạn trẻ, bên cạnh đó cũng dạy guitar nữa. Xin chào. Và ngày hôm nay thì xin rất là muốn tìm hiểu lần đầu tiên gặp nhau là lúc nào và ở đâu. Vâng. Bọn em thì gặp nhau ở tại phòng trà. Phòng trà có tên là Swing tại Hà Nội. Điều đầu tiên chồng em ấn tượng. Còn em không ấn tượng gì cả. Không thèm quan tâm luôn. Và đến lần mà mình có ấn tượng đầu tiên là phải khoảng hai năm sau đấy, sau cái lần gặp gỡ đấy. Đấy thì là câu chuyện cũng gian nan lắm. Chồng mình có liên hệ với mình, gọi mình đi làm ok hát cùng với đêm của anh ấy. Sau rồi đến gặp anh ấy đánh đàn hay quá. Mê nó ngồi ngắm đánh đàn thôi mà lúc đấy tự là anh không biết là thế nào là đàn hay và không hay đâu, nhưng mà chẳng hiểu sao một người không có một người không có nhan sắc nhiều lắm như vậy đây là sau khi đã lấy làm chồng đã nói như thế đúng không? Không, kể cả lúc em chưa lấy em cũng vẫn là tại vì em mê ấy, không phải là con người lại cái gì dài một cái gì đấy mình rất là thích, mình rất là nể. Nhưng mà tại sao lại tương tư đến tận 2 năm? Có cần nói thật không? Nói thật đi. Nói thật đi, ok. Thực ra thì cái lúc mà Tùng bắt đầu gặp vợ của Tùng thì có một cái biệt danh tên là Chip. Ok. Thì bắt đầu cái thời gian mà bắt đầu nhìn thấy và gặp Chip là lúc đó thì bạn ấy vẫn đang có một boyfriend khác. À, rồi. Lúc đấy là mình định tấn công rồi, nhưng mà
đi làm có thể là phòng trà đấy rồi đấy, là tôi có một thói quen là trước khi làm bao giờ uống trà đá uống một điếu thuốc. Ừ. Thì đến ngồi trước cổng quán phòng trà đó thì thấy có một cậu đang đèo cô này đến vỡ mộng. Vỡ mộng. À đều chiêu đấy à, chiêu đây là chỉ xe máy thôi đúng không? Có nghĩa là cái lúc đấy mình ngồi trà đá đúng kiểu như thế này, giữ lấy cốc trà đá. Ừ. Ví dụ cô ấy mà người ta đến mình thế nhưng mà sao đấy thì ai là người cổ tình trước? Thực ra thì chẳng ai tỏ tình đâu, nhưng mà cũng vẫn tín hiệu cho nhau ấy ạ. Cũng rất là thích, nhưng mà rõ ràng là mình cảm nhận là có thích mình, nhưng mà thể hiện ra thì không phải như thế. Anh có thấy là ai thích thì thích một người là mình phải quan tâm theo dõi đúng không? Ra vấn đề ở đây là mình ngại. Chính vì mình thích cho nên mình mới ngại. Không thể hiện một cái gì hết. Nếu mà theo cái công nghệ 4.0 thì Tùng đã bật Bluetooth được cái 2 năm rồi. Còn Nhân đã bật rồi, nhưng mà gọi là chưa có sự kết nối. Ví dụ như là hôm đấy rất say, anh gì thế là điện. Ừ. Nhưng mà như thế, là anh cũng là say thì anh lái về. Ừ. Anh đèo em, còn cái là điện, nhưng mà lại cái điện, nhưng mà lại cái điện. Hai đứa là cái điện không thể làm được. Cái này chỉ là hỗ trợ điện mà làm được, còn không có điện không thể làm được. Ui, chết rồi, không điện đến là thẳng lắm. Ừ. Anh cũng không sao, vẫn đạt được. Xí. Không được khoảng độ 2 phút sau. nhưng mà vẫn sĩ. Mặc dù thực tế lúc đấy là mình rất là mỏi chân rồi. Ừ. Nhưng vẫn phải không. Ừ. Anh vẫn có thể. Rồi. Đấy cũng như các cặp đôi khác thì lại ví dụ ngồi sau xe thì lại cái tay mình nên ôm như thế này. Thế ra tâm mình cũng để im. Để im thôi thì cũng ai nói với ai là yêu nhau hay như nào. Thế là từ hôm đấy thì em nói chuyện với nhau thôi. Ok. Nhớ đi chơi. Có cái này mà thật ra chính ra đấy là tỏ tình ấy, tỏ tình bằng body language đấy. Vâng, body language không phải nói năng gì cả. Chỉ có ấy, nhớ lắm. Trong khoảng thời gian mà hôn nhau lần đầu tiên cho đến mãi sau bắt đầu cưới thì trong khoảng thời gian đấy nó là khoảng bao nhiêu lâu? Trong thời gian đấy thì có chuyện gì đã xảy ra? Thời gian mà hai vợ chồng yêu nhau chỉ khoảng 5 tháng thôi. Và trong 5 tháng đấy thì rất nhiều chuyện xảy ra. Ghen này, kiểu này, xong rồi tìm lục lọi Facebook người yêu cũ này, bla 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 bla. Nói chuyện với người yêu dọa đánh nhau đúng không? Em tức là nếu như không có lửa thì sẽ không có khói đúng không? Rồi. Tại vì là không có lý do thì tự nhiên mình đâu có làm như vậy làm gì. Mà trong quá thời gian đang tìm hiểu thì anh đừng có nói dối một lần. Em vô tình biết được gì đấy và em cảm thấy là nói dối như thế là kiểu tức là mình bị mất lòng tin. Mất lòng tin là mình cảm thấy không được tôn trọng. Rồi. Thì mình mới có trao đổi là tại sao lại nói dối như thế nhưng mà cãi nhau và cũng chia tay nhau chắc được 2 hôm. Em không biết đâu, tất cả các vấn đề khác xấu tính hay là như nào thì em có thể bỏ qua, nhưng riêng cái vấn đề mà dối kiểu để đi với một người khác thì không thể nào mà em có thể chịu được. Rồi. Đấy, thế là nói dối em vô tình nói dối đi chơi với một bạn người khác. Rồi nói lại với em mà đi làm vô tình cái linh cảm của em nó nhạy, anh ấy mà nói dối sao lại biết ngay. Sao lại anh Tùng ơi, tại sao lần đấy anh lại quyết định nói dối ngăn? Tại vì tốt đẹp mà. Cuộc sống mà. Cuộc sống mà. Chỉ biết dùng từ đấy thôi. Không biết dùng từ nào khác. Em cũng thông cảm vì mới quen nhau 2-3 tháng có thể là chưa có thể xác định say đắm mình lắm thì có thể tìm cách có thể là say đắm mình lắm rồi. Có phải tính 2 tháng nữa mà là đối với anh Tùng là hơn 2 năm rồi. Trong quãng thời gian làm quen đấy thì hai người có làm quen tất tần tật mọi thứ không hay là chỉ dừng lại làm quen trong sáng thôi? Có chứ ạ. À, bây giờ ai làm quen trong sáng bây giờ làm vừa trong sáng vừa trong tối đúng không anh? Tìm hiểu hết cái chuyện là lần đầu tiên tìm hiểu hết là diễn ra sau bao lâu và như thế nào? Nhanh lắm, nhanh đúng không? Tẩy cuốn mà, cuốn hơn cẩn thận. Tại vì thực ra thì bạn anh ơi, Bluetooth xịn. Là nó là vấn đề tự nhiên. Mọi thứ nó rất tự nhiên, đó là rồi. Thường là sẽ đi làm theo một quy trình. Rồi. Nhưng mà tự nhiên này đúng là cũng có tính toán thật. Đấy, kiểu gì đàn ông mà, cuộc sống mà phải cố muốn chưa tính toán. Và thật ra tính toán nó nằm trong tự nhiên thôi, tự nhiên thích tính thì tính thôi. Đúng rồi ạ, tự tính thôi.
như kiểu là ví dụ bình thường hai vợ chồng đi làm xong rồi lại yêu nhau, đi làm xong đi làm trà với nhau thì lại theo một cái kế sách rất đơn giản là đi về đi nhậu với anh em. Đi nhậu với anh em xong rồi thì mình sẽ có một cái sự can đảm là sẽ quay sang và là em có phải về nhà không. Được, tiếp đi đang nhịp rồi đấy. Câu chuyện bắt đầu từ đó. Hôm nay có phải về nhà không? Sau cô ấy cưỡi trả lời em phải về. Không phải về. Không phải về, đây là vẫn phải về. Nhưng mà nhà gì hả? Nhà nào? Thật ra thì vợ thì cái thời điểm đấy thì vẫn phải về nhà thật. Tại vì không về thì bố mẹ sẽ không đi qua đêm được ạ. Thì có một cách nữa đó là Tùng đã bảo là cứ về đi, xong đợi bố mẹ ngủ trèo ra. Và cứ như thế mãi cho đến ngày như vậy thôi. Ngoài chờ sau đó là bà này bà ấy tìm cách bà ấy mở cửa chỗ cửa các thứ. Nhưng mà có bao giờ giỏi lắm nhé, mở cửa thì chó không sủa. Ôi nhảy một đôi con chó đó. Nhà có hai con chó. Mình cứ đi chuẩn bị gạch một cái là bẩn. Thế mà xong rồi cuối cùng mấy lần đầu nó gừ tôi, những lần sau là em chết đi nó được. Nhìn thấy em là nó chết đi. Vậy thì từ quen nhau cho đến lúc cưới nhau chỉ có 5 tháng. Đối với mình ý, thì 5 tháng là một khoảng thời gian khá là ngắn đấy. Vậy thì tại sao mà hai người lại quyết định đi đón nhân nhanh như thế? Tại vì là có em bé ạ. Wow, vậy thì cái thời gian phát hiện ra là có em bé thì hai người xử lý như nào? Cũng rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Rồi, lúc đấy theo Phương được biết là chưa yêu nhau lắm đâu đúng không? Chỉ là làm quen thôi đúng không? Thế thì cái cảm xúc lúc mà Tùng và Lâm biết có em bé là như thế nào? Lúc đầu tiên thì Tùng, việc đầu tiên của Tùng là sẽ muốn giữ. Và Tùng thì muốn nói là trong mọi trường hợp phải sinh. Cưới cũng được, không cưới cũng được, nhưng phải sinh em bé. Wow. Còn Lâm thì sao? Tiếp theo đến vợ này. Lúc mà bọn em phát hiện ra là con bé thì lúc đấy cũng khoảng hơn 2 tháng rồi, thì mà gì. Mà em kỳ lắm, em chẳng ngán ngủ một cái, vẫn đi hút, nhảy mầm, vẫn đi hát. Diễn hai vợ chồng vẫn đèn nhau 12 giờ trưa lên xe Tây Hồ diễn, không có một triệu chứng gì được, cả ngán và mệt cả. Không biết, diễn ra cho rồi. Cuối cùng thấy kỳ thế lâu lâu, không bất thường, bắt đầu em đi khám thì đã hơn 2 tháng rồi. Thì em cũng rất là sợ. Ban đầu mình cũng tại vì mình đang trẻ mà, tự nhiên là có bầu rồi. Lúc đấy là em bao nhiêu tuổi? 22 tuổi. Vẫn còn kiểu đi uống trà chanh. Trời ơi, vẫn chỉ là một em bé thôi. Cũng đang chơi gì. Vẫn đang tuổi ăn chơi. Cũng sợ. Thì em ấy thấy mình cứ chần chừ, anh dùng, em rất rồi. Em bảo, thế có cưới không? Không cưới thì nó luôn một không. Thì người ta còn biết, ta xử lý. Đừng để bụng to lên rồi, xong lại bảo là không cưới. Thì không là gì cả. Thế là anh Tùng bị ép cưới hả? Anh Tùng cái ý kiến này. Đâu? Mày nhìn mày thanh kỳ tiếp. Xong rồi có đây cái để cho tôi tiếp kể. Em buồn lắm, em cũng nói là thế bây giờ thế nào, ba người nói bố mẹ không có gì để cần giải quyết, chứ không mong thích là để lộ liễu quá rồi mọi người sẽ biết. Thì không gì cảm quãng được, không gì. Em vừa lần sau hai vợ chồng đi làm đè vợ, em cứ nói đằng sau lát. Cho đến bây giờ vẫn thế, không biết sao mà không hiểu là đang nghĩ gì và muốn làm gì mình nói luôn để mình còn biết, để mình cũng hết rồi. Tại vì là mình không nghĩ được cái gì rồi. Em bảo là thế thôi đi nhá, biết là nghĩ bây giờ, biết lúc đấy đang nghĩ ạ. Nghĩ rất là kỹ. Thế giờ thôi, em tính như làm vậy mà. Thôi, đi ra phòng thấy luôn, không nghĩ gì nữa. Cứ đi, thằng mặt kiểu, chẳng sao khóc. Ui, chảy gần ruộng này. Từ từ về nhà ăn bát cơm đã. Kiểu mình đi, cho tới lúc này mà vẫn về nhà ăn bát cơm. Mình đi kiểu, điên cuồng. Đó là mình nói. Rất bình tĩnh cho mọi vấn đề. Rất là bình tĩnh, không có. Không ạ, kiểu tức quá. Xong rồi là ok. Mình ăn rồi, xong rồi anh ấy phòng ăn cơm thì em đứng ở dưới anh chờ. Xong rồi đi, không biết nào. Thì lên nhà để ăn bát cơm đã rồi đi đâu thì đi. Mình cảm thấy cũng cứ từng dưng kiểu như là không có chuyện gì xảy ra. Thế là mình đi lên phòng mình khóc. Đóng cửa theo phòng khóc rồi á, kiểu suy nghĩ linh tinh. Xong rồi không ăn cơm xong đi vào mở ra là nhìn ra chờ bỏng bỏng. Kiểu không ai sớm hơn rồi mình cứ nghĩ mình nghĩ. Xong cái giây phút đấy thì em cũng khóc thôi, thì mình cảm thấy là chưa được một cái nhà như thế, mà chắc là mình không đến nỗi mà mình bị kiểu bỏ rơi. Nếu có một mô như bây giờ thì là bảo không cưới thì tự nhiên mình phải tự quyết định. Mà rất là buồn nếu như mà cái chuyện đấy xảy ra. Nhưng mà nếu như mà có một câu nói là em bình tĩnh để em suy nghĩ thì mình sẽ thấy yên tâm hơn. Không nói gì cả, cứ thái độ tầm 3-4 ngày không nói một câu gì. Không ai chứ.
Thế nào? Mình thì lo lắng, cái bụng cứ ví dụ qua một ngày nó to lên, mình cảm thấy mình cũng sợ chứ. Mình sợ chứ, bây giờ đấy thì yên tâm hơn. Đúng rồi, không hiểu đang nghĩ gì. Không hiểu cưới mình không nhỉ? Giai đoạn đấy là giai đoạn căng thẳng. Với cả là cũng nghĩ thêm một số vấn đề nữa, tại vì mình còn trẻ mà. Chứ đồng cưới bây giờ bị công cụ. Còn biết đi ăn chơi vậy. Không, sự nghiệp sẽ ra sao rồi, là bữa nhậu là sẽ ra sao đúng không? Tôi đang nghĩ là còn chỉ có mấy vấn đề đấy thôi. Nhưng mà về vấn đề mà em bé thì chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ. Chưa bao giờ, chưa xuất hiện một lần nào. Việc nói chuyện với gia đình hai bên. Rồi, nó ra dưới danh như thế nào? À, đầu tiên là bước qua một rào cản cực lớn, thế là nói chuyện với bố mẹ mình trước. Đấy mới là cái giai đoạn à, bên nhà vợ là không ngại nha. Bên nhà vợ thì từ các bác đến ông bà mọi người rất là vui, nhưng là không có rào cản với bên nhà vợ. Nói với nhà vợ phút một tích tắc xong không ngại, sẵn sàng luôn. Nhưng mà bố mẹ mình thì là một cái khó, bởi vì bố mẹ chỉ là nhà giáo, cho nên là cái tâm lý và cái cách mà tư duy nó hơi kiểu truyền thống. Và khi một việc đầu tiên là mình lấy một người vợ mà nghệ thuật là bắt đầu là đủ các loại văn rồi. Trong khi mình cũng làm nghệ thuật thôi. Thế nhưng mà lúc đấy bố mẹ đã biết là của em bé chưa? Chưa biết đấy. Nhưng mà Tùng giải quyết rất là nhanh. Nghe ra nói chuyện với bố mẹ thì gọi mẹ ơi bố ơi con cần nói chuyện là luôn. Anh đã nói như thế nào? À, mình biết. Bây giờ chị có bầu rồi, con làm nào đi. Đấy là về nhà hỏi ý kiến. Về nhà hỏi ý kiến. Sau đó thì bố thì còn tâm lý hơn trong lúc đấy, còn mẹ thì đứng kiểu mặt ôi chết rồi. Con với cháu trai đặt bát cơm xuống rất bình tĩnh. Thế là như nào? Bố thì chỉ nói là cứ cố gắng xem, suy nghĩ kỹ xem có cần, có chắc chắn cưới không, nếu mà không thì bảo bố thế nào đấy. Còn mẹ thì chỉ hỏi đúng câu bây giờ như nào. Thì Tùng đã trả lời như nào thì lúc đấy. không biết làm gì luôn ấy. Thế là cuối cùng mình cũng nói chuyện qua lại một lúc thì cũng quyết định là con chắc là con xác định là con sẽ cưới. Chip thì mẹ thì vẫn là dỗi dỗi à dỗi thì tâm lý mẹ thì bao giờ cũng thế mà, thứ nhất là lo cho con, tại vì là con yêu chưa được bao lâu, mà trong nhà thì hai người phụ nữ khác vào máu thì không bao giờ có chuyện là trong nhau không bao giờ. Về sau khi đã cưới nhau về xong rồi thì hai người có thay đổi gì không? Vẫn chưa hòa hợp nhiều. Nhìn kiểu tính cách của cái lúc cưới chính xác là lúc bắt đầu yêu nhau đấy. Yêu thì cãi nhau nhiều lắm. Lúc đấy là thời gian để tìm hiểu năm nhau. Đầu tiên mà con trai 10 tuổi thì vì tự bởi vì là như kiểu là mới yêu bắt đầu các cái cuộc cãi vã va chạm bắt đầu mới xảy ra, tính cách thế này nó mới lòi ra, cách vợ như này lòi ra, chồng lòi ra, rồi cãi nhau, rồi là cũng đánh nhau, rồi là cũng nói nhau, là đánh nhau luôn, cũng đánh nhau luôn, chửi nhau tao mày suốt, không hỏi là vừa đâu gì lắm nha. Thế ra thì bà này cũng đầu gấu tuổi chó mà tính cũng hò chó lắm. Thế là nóng tính. Mà ông này thì cứ trừ trừ dần dần lần lì, cứ lì lì, mình không biết nào lần thì mình điên quá. Thì em thì hơi nóng vội, mỗi cái câu chuyện nó xảy ra mình hay kiểu có cái cách giải quyết là mình muốn phải nói thẳng nói luôn. Là đến một ngày mình kiểu bị dồn nén là mình sẽ bị. Có một cái hôm cãi nhau vì bất nước mắm anh ạ. Một cái sao rất là vớ vẩn vì là huyền thoại. Thực ra ném hết cả bát chỉ đơn giản là vì cái bát nước mắm. Mà trước lúc đấy là quá nhiều cái câu chuyện chồng vô tâm, không quan tâm đến vợ này. Lúc này chỉ có máy tính 24/24, không biết vợ con như nào, không quan tâm. Mình cứ một mình với con một phòng cứ thế, lăn lộn cả đêm cả ngày, rất là tủi thân. Đúng, cái thời điểm đó thì mình chưa biết nghĩ. Lúc nào tâm đến sao mình mà thì mình tâm, còn tớ mình nói tập trung. Đấy, thì cũng là việc. Cái thời điểm đấy là điểm khó khăn đi. Đúng không? Kinh tế không có. Với là kinh tế còn đỡ. Nhau con còn nhỏ, đúng. Em không đi làm được, bố chồng em là người kinh tế chính này. Rất nhiều stress xảy ra xong rồi. Xong rồi căng thẳng với bà này ở nhà lúc nào bán một bà cũng như này. Bán một bà cũng như này. Anh phải hiểu, tức là tại vì là khi mà phụ nữ của em bé nó thay đổi nhiều lắm. Đúng rồi. Không hiểu tại sao mình tự nhiên mình bị như này, nhạy cảm. Thế mất bao lâu thì anh Tùng mới hiểu được vấn đề và cái bước ngoặt của cái việc hiểu ra như thế, như anh gọi là lúc đó không biết nghĩ. Thế thì bước ngoặt nào đã khiến cho anh từ người đàn ông chưa biết nghĩ trở thành người đàn ông biết nghĩ? Cái mà để mình lớn và trưởng thành nhận, tức là con mình nhìn là nó tự lớn. không cần phải ai dạy, cũng chẳng cần học ai. Chính xác. Chính là con mình là tự lớn. Chính con là người dạy mình cách làm cha làm mẹ, đúng không?
Bây giờ CJ rất muốn cả hai bạn kể những ước thật xấu của cả hai bạn nhá. Đó, bây giờ mình sẽ cho cơ hội để kể ba thật xấu cho đều đánh nhau. Được chưa? Ok. Anh Tùng thì cực kỳ lười. Lười lắm. Cái này trước khi cưới em có biết không? Đấy. Vỡ mộng. Ôi dồi ôi, lười lắm. Khi mà đã ngồi ôm cái máy tính rồi là có hét bên tai cũng không thể bảo được cái gì hết. Anh chỉ thích làm việc về chuyên môn thôi. Còn tất cả các việc khác anh rất chăm về chuyên môn. Nhưng mà rất lười về cái kể cả việc thể hiện với vợ cũng lười luôn. Rồi tiếp. Còn cái gì nữa ta? Trong lúc đang suy nghĩ, nhường cho anh Tùng kể một tật xấu của vợ nào. Một cái mà thực ra ám ảnh nhất vẫn là nói nhạc. Ám ảnh. Có một câu chuyện là rất nhiều lần mình đang làm nhạc ở trong phòng studio của mình. Thực ra thì chả có tiếng gì cả. Tự nhiên mình quay ra, mình quay ra cửa. Ơ vừa gọi chồng à. Không phải là cái âm thanh thì nó bị ám ảnh trong đầu ấy, nó cứ lẩn quẩn trong đầu đang làm nhạc. Thế là xong rồi bà vợ thì đang rửa bát ngoài kia, bảo đâu vợ còn nói gì đâu. Ủa, ma. Rất nhiều lần như thế rồi. Bởi vì vợ nói nhiều đến mức mà tiếng thế là thành cái âm vang trong đầu. Đúng, chính xác. Nhưng mà cái bà này ấy là bà ấy nói theo cái kiểu là bà chuyện gì bà cũng nói. Bà liên tục. Tại anh nói quá ít mà anh ấy nói. Chính vì từ lúc quá mà yêu bà này và cưới bà này thì mình cũng bắt đầu mới học được cái cách nói lên. Nói nhiều lên. Mình đã từng thử và đã tìm cách đó là mua cho bà ấy một cái PC. Hai vợ chồng của bán CSGO với nhau. CSGO. Nhưng cũng không thua cuối cùng vẫn. Bây giờ mà bà không nói là mình đúng kiểu mình cảm giác thiếu luôn. Có nghĩa là thời gian đầu thì rất là ám ảnh. Như kiểu là một cái âm thanh gì đấy vọng bên tai, nó cứ lẩn quẩn, nó cứ đủ kiểu chồng ơi chồng thế này chồng thế nọ bla 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 bla. Nhưng mà sau mình sẽ thành cái thói quen. Bây giờ anh luôn. Nói ít hơn rất nhiều vì ngày xưa là anh chưa hiểu anh ý. Tức là chưa biết ngày nào không nói đúng không? Bây giờ thì anh ấy mở mắt ra, anh chỉ làm công việc của anh ấy. Anh chỉ về nhà buổi tối thôi. Thì có thể mình sẽ nói chuyện trong vòng một tiếng vào buổi tối. Nếu như anh không muốn nghe là mình không nói nữa. Gọi điện cho bạn mình. Đấy, tức là mình vẫn nói nhưng mà mình vẫn nói mà nói về anh không nói nữa. Nhưng mà mình vẫn đang ngồi làm việc và bà ấy ngồi bà ấy khôn cho bạn bè ở đây ở ngoài. Như mọi người cũng biết thì khi mà chị em phụ nữ mà chơi thân với nhau mà nói chuyện với nhau chứ ôi trời ơi không thể hết chuyện được, không bao giờ kết thúc. hợp lý đấy nói chung là cái này là buổi chuyển xoay nhau thôi. Rồi tiếp tục đi, tập phẩm thứ hai của anh Tùng là vô tâm ạ. Thực ra cũng không phải là vô tâm là sai mà thực ra là mình không biết cách thể hiện tình cảm ra ngoài. Là mình thể hiện theo cái kiểu ví dụ như đùng một cái một thời gian rồi mình làm cái gì mình phản đối rất là big, đối rất là lớn. Thì đấy là kiểu dạng nhưng mà ví dụ bạn thể hiện tình cảm theo kiểu là cứ phải nói yêu hay là phải nói kiểu mấy cái từ kiểu bắt vợ thì chịu không làm được. Đây đây là cái hai người không hiểu nhau này. Cái con tâm ở đây là gì? Một ngày cũng phải biết là vợ mình làm gì. Ăn ở đâu? Ăn uống gì chưa? Như thế phải gọi điện thoại. Nhưng mà nhá, đột nhiên nếu như em là không là người chủ động thì không bao giờ chủ động. Thì hai vợ chồng là người thuận tâm cho nên là cái giờ giấc nó lung tung, nó không có gần như là lâu lâu mới được bữa cơm ở nhà. Đây là lại quanh co rồi này. Nó không phải là vấn đề, bởi vì vấn đề nếu như thực sự gặp mặt với nhau thì sẽ có nét là đương nhiên là mình không ấy thì người ta vẫn sẽ tự ăn được thôi, nhưng cái ở đây muốn nói là mình đến với nhau thì mình sẽ chút. Gọi điện alo ăn chưa đang gì ăn gì à ơi thôi chẳng hạn việc tiếp nhé như thế. Đó là một cái cách là mình vẫn đang liên kết với nhau đi với nhau. Tức là theo em được hiểu thì là hai người có hai cái ngôn ngữ thể hiện tình yêu khác nhau. Anh Tùng thì là một cái ngôn ngữ là làm và thể hiện và gọi là thể hiện ra bằng kết quả. Còn đối với Ngân thì là Ngân muốn được thể hiện bằng những cái cử chỉ hành động, cái sự quan tâm và những gọi là affection đấy. Đấy thì cái này thì hai người sẽ dần dần hiểu nhau hơn thôi. Nhưng nếu như mà có thể muốn đối phương thay đổi một điều gì đó thì là Ngân và Tùng sẽ muốn vợ chồng mình thay đổi điều gì? Thực chị anh chỉ muốn anh ấy là con vợ thay đổi ngôn ngữ tình yêu đúng không? Còn anh Tùng thì sao? Có một số cái nhỏ thôi. Nhưng mà muốn vợ mình thay đổi thứ nhất là về vấn đề nói thì không phải là vấn đề nói nhiều hay không. Mà
nói đúng lúc đúng chỗ. Đúng lúc đúng chỗ. Đúng lúc đúng chỗ. Vâng. Ở nhà một kiểu nhưng mà khi đi ra ngoài lại cũng phải có một kiểu khác nữa. Rồi. Sao để mình cân bằng được những cái đấy. Và về vấn đề suy nghĩ nữa. Nghĩa là vợ mình rất hay bị vấn đề là suy nghĩ, nhưng mà nghĩ không vào vấn đề thì nó sẽ không giải quyết được vấn đề. Nghĩ luẩn quẩn, xong từ những cái suy nghĩ luẩn quẩn nó sẽ sinh ra rất nhiều những cái suy nghĩ khác. Nó không tốt. Thì mình chỉ cần nghĩ vào đúng trọng tâm vấn đề. Bộ não của đàn bà là nó khác nhau. Giải quyết nhanh gọn, tại vì thực ra hai vợ chồng có một cái tính nghĩ là giống nhau đấy. Đó là về cái việc mà nói thẳng, nói thật và không tự ái, ai đều có. Ok, câu hỏi đầu tiên, 1, 2, 3, tôi không thích người yêu cũ của vợ hay chồng mình. Wow. Người yêu cũ là cái người làm cho anh không uống hết được trà đây. Ok, người yêu cũ là người yêu cũ đối với Tùng là người đã đeo bài lên sân bài đúng không? Nhìn là người đấy đúng không? Đúng. Đơn, nhìn đứa mắt là anh Tùng. Nói chung là nhìn cũng khó chịu lắm. Không đẹp trai bằng mình hay là đẹp trai hơn mình quá nhiều như là mình biết. Thực ra thì cậu đấy thì đẹp trai mình là đẹp trai hơn và lại còn nhìn đô hơn nữa. Ừ. Và cuối cùng có sớm có được gì đâu. Đấy. Thắng vẫn nằm trong tay anh đúng không? Chính xác. Và chỉ có lý do để mình không thích rồi đúng không? Thế còn ngay thì sao em đã bao giờ gặp người yêu cũ của anh Tùng chưa? Rồi em còn biết rồi, cũng chơi với nhau, cũng trong một nhóm nhạc. Wow, ok. Thì không có lý do gì để ghét nhạc đúng không? Chính xác. Tôi đã từng rung động trước người khác khi còn đang yêu đối phương. Không nên chung tình. Thật đấy. Đi. Không tin. Bạn tung lung tung. Không tin. Em mà đã thích hay là yêu ai là kiểu mình trong mắt mình là mọi thứ là nó chỉ là để mình thôi. Thôi chẳng có một tí gọi là rung động gì hết. Rồi, ok. Thích thì không có. Thế cái lúc mà anh Tùng đang rung động người khác thì Ngân có biết không, có cảm nhận được không? Rung động lúc nào đấy. Đấy là câu trả lời rồi. Thực ra thì không phải là rung động mà thực ra cái lúc mà bắt đầu yêu ấy, tầm 1 tháng đầu, 1-2 tháng đầu ấy, thì mình vẫn lúc đấy là mình đang trong cái tuổi trẻ mà. Đang lại tuổi trẻ mà đang nhìn ngắm mình, vẫn đang ngắm nghía kiểu rồi, tìm hiểu xem là ok. Em chỉ muốn là biết từ lúc kết hôn thôi, còn lúc trước đấy em không muốn biết. Lúc kết hôn là không. Lúc đấy thì đương nhiên là không rồi. Trước khi kết thúc chương trình thì CJ và Obi có một thử thách nhỏ dành cho anh Tùng để coi như là tạo tiền đề cho một cái thói quen mới cho gia đình sau chương trình này trở về thì sẽ yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn và hạnh phúc hơn. Anh Tùng đã sẵn sàng chưa? Ok, bây giờ Obi muốn là anh Tùng hãy nhìn vào mắt Ngân 30 giây hoặc nhiều hơn tùy ý và hãy nói với Ngân bằng cái ngôn ngữ tình yêu mà Ngân vẫn hằng mong muốn. Khó nhỉ. Thế mới là thử thách mà. Rồi, hai bạn. Nói gì mình muốn thôi. Vợ đã ăn cơm tối. Đã ăn cơm tối chắc. Thôi ôm nhau một cái để kết thúc mình nhỉ. Thì gửi thì có được không? Ok, được. Ở nhà về nhà nhớ phải nói nhá. Em sẽ giải quyết ở nhà xong. Đóng cửa vào nghe không? Thích thì mời.